À, kính thưa quý vị, Lâm đang đứng trước chùa Tam Bảo. Đây là một trong những ngôi chùa cổ của thành phố Gạch Giá. À, hôm nay là ngày mùng 4 Tết. Có rất nhiều cô bác đi chùa nhân với dịp đầu năm để cầu chúc một năm luôn luôn được có nhiều sức khỏe, an lành. Đây là quang cảnh ở trong chùa nè quý vị. Gâu 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 à. Trẻ em người lớn đủ mọi thành phần là đều you yeah.
Hút rồi à? Ba ly ăn được rồi. Một tay của chúng ta nha. Ở đây có cái hồ là có rất là nhiều loại cá ở trong đây quý vị. Đây là cái chinh mái. Hôm nay là em sẽ đi khoảng 2 hoặc 3 chùa đó quý vị. Đầu tiên là chùa Tam Bảo, thứ hai có thể là chùa Ngọc Bổ Hương. Đây là phía sau của chùa. Không thấy. Ở nhà này chưa nổi đâu, khoảng 2-3 giờ nó nổi lên nhiều lắm. Khoảng 2-3 giờ nó nổi lên nhiều lắm. Mà có chừng sao nó nhiều lắm. Vậy là chưa nổi đâu. Chùm vừa vừa thôi nghe con, như chừng gớt vậy. Vậy đó, chiếu là chiếc chiều nổi lên nguyên vậy. Đó. Nó lên này đó con. Nó mà về hết chân luôn. Rất là nhiều loại cá. Cái này lễ trong năm. Đây năm 2024. Không thấy được. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Sau đây Lâm sẽ xin di chuyển sang một ngôi chùa tiếp theo ạ. Chùa thứ hai mà Lâm muốn giới thiệu với quý vị đó là chùa Ngọc Bổ Hương ở trên phường Vĩnh Hiệp đó quý vị. Thì chúng ta có thể đi từ chùa Tam Bảo mà sư Thiên An chạy thẳng qua quẹo bên tay phải đi khoảng 100m. Thì ở bên nhìn qua phải một chút thì chúng ta sẽ thấy đó là chùa Ngọc Bổ Hương. Ngọc Bổ Hương thì mới hình thành sau này thôi. Nếu mà đi gạch giá chúng ta có thể đi những ngôi chùa như là chùa Tam Bảo, chùa Ngọc Bổ Hương, chùa Phật Quang.
Đây là quang cảnh ở phía trong của chùa. Buổi tối thì ở đây đèn khi mà bắt lên rất là lung linh đó. Buổi tối Lâm sẽ mời quý vị tham quan hai ngôi chùa nữa, đó là chùa Phục Quang và một chùa ở trên đường Nguyễn Văn Trực, để vô một chút đó quý vị. Đây là tượng Phật nằm này. Năm nào mình cô mới đi chùa lần đầu hay là chùa này là mới lần đầu đi chùa này hả cô? Chùa này như mẹ cũng 2-3 năm nay rồi. Dạ. Ở cô có đi chùa Phật Quang hay là chùa Tam Bảo không? À. Với một chùa ở trên đường Nguyễn Văn Trực con thấy tượng xây mới lắm. Ở ngay đường Nguyễn Văn Cừ lên đó cô. Đúng rồi, chùa đó bây giờ xây khang trang lắm. Mới sau này á. Dạ. Buổi tối lên lung linh lắm coi. Đây là gần 11 giờ đấy quý vị. Ở đây là trước đây ở đây có trồng rất là nhiều loại hoa lan nhưng mà hiện giờ hoa lan không còn nữa nè. Cái này là cây bông mai nhưng mà được gắn thêm hoa đào quý vị. Đây là nhìn ra phía ngoài, khung cảnh ở ngoài rất là đẹp đấy. Đây là những cái nét rất là riêng ở các nước Phật giáo đó quý vị. Ngày đầu năm là sẽ có đi lễ chùa. Ở đây là tượng Phật Bà. Nhiều cây mai cũng rất là đẹp đây. Đây là đàn tràng dược sư cầu an cúng sau hội đó quý vị.
lịch sử ngôi chùa này thì Lâm có giới thiệu ở những cái clip trước ở trong Dinh Danh Phát, quý vị có thể xem đấy. Đây là phía trong ngôi chính điện nè quý vị. Được ngắn rồi. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.